bộ phim Gia đình vui vẻ tập 148. Hồng Miên. Gọi một tiếng là được rồi, nô tỳ nghe rồi. Nghe rồi cũng không chịu trả lời, người muốn chết hả? Nô tỳ trả lời rồi, tại nương nương lãng tai thôi. Hả? Còn dám cãi lại? Hay muốn ta cắt lưỡi ngươi ra? Hết nước rồi, pha trà đi. Ngươi là cung nữ chứ đâu phải là thục nữ, không làm việc hả? Nô tỳ đang làm mà, tại vì hơi chậm thôi. Ai? Ôi trời ơi, ngươi chán sống hả? Nương nương không cần như vậy, ướt rồi có thể lau khô. Dễ nổi nóng như vậy coi chừng đứt mạch máu đó. Có phải là ngươi không muốn sống nữa hay không? Mau đi lấy nhau khô cho ta. Nói ra thì nô tỳ cũng thấy lạc miệng lắm. Không trách chứ. Wow, không biết lớn nhỏ. Thấy lạc miệng, ngươi cũng thấy lạc miệng hả? Mũi ơi, không hay cậu, không hay cậu. Hồng Miên. Ca ca, có phải là huynh đã dây dưa gì với Hồng Miên hay không? Cô ta cũng nói là thấy lạc miệng đó, thái độ còn rất hỗn láo. Mũi à, ca ca đây vốn nổi tiếng là sát thủ nữ nhi mà. Nữ nhi nào mà rơi vào tay huynh đều rất ngoan ngoãn phục tùng hết trơn. Ca ca, huynh hất hải chạy tới đây có chuyện gì vậy? Trời ơi, xém chút nữa quên mất tiêu rồi. Mũi, sao mũi lấy nó ra vậy? Trời nóng quá khó chịu mà. Trời ơi, mũi ơi, hiện giờ thời điểm đặc biệt mà, mũi còn lớn lạng vậy á. Thời khắc then chốt, tới lúc đó xác chết sẽ đầy đó, mau độn vô đi. Cái gì mà xác chết chất đầy, huynh sợ cái gì chứ? Lúc nãy khi huynh đi ngang qua nữ quá viên, hoàng thượng với con tiện nhân Bảo Phi ở cạnh nhau. Họ thường xuyên ở cạnh nhau mà. Điều kỳ lạ là họ đang đặt tên cho con trai, nào là như bảo ai bảo, đại loại lặng vậy. Ai nói ả nhất định sinh con trai hả? Thì bởi, còn không biết là có sinh con trai hay không, hoàng thượng đã coi con tiện nhân Bảo Phi như là hoàng hậu rồi. Mũi à, mũi phải bỏ chút công sức ra mới được nghe. Nếu không có thể mũi mất luôn hoàng thượng đó mũi ơi, biết chưa? Thai của mũi không còn nữa, thế của cô ta mạnh hơn nhiều. Mạo độn luôn đi. Thứ lỗi đô ta nhiều chuyện, muốn thay đổi tình thế không phải là quá khó đâu. Ngươi có cách gì cứ nói ra đi. Chỉ cần khiến Bảo Phi giống như quý phi nương nương thì ả sẽ không còn quy thế gì nữa. Ý ngươi là đối phó cái thai của ả hả? Trời ơi, người nói nghe ác quá. Nếu làm vậy hoàng thượng sẽ điều tra, mà điều tra chúng ta bị nghi nhiều nhất chứ ai nữa, đúng không? Bảo Phi mỗi ngày ăn nhiều thứ như vậy, nếu như ăn phải thứ gì đó không tốt quá, tất nhiên là sẽ khó tra. Như vậy thì sao? Ta hiểu rồi. Chỉ cần hạ độc vào trong thức ăn, thuốc qua một thời gian mới phát tán thì sẽ hết đường điều tra. Được rồi, chuyện nặng nhọc như vậy để nô tỳ làm cho. Ngậm cái miệng của ngươi lại, chân tay lóng ngóng hậu đầu, bất cẩn lại lãng tay. Cứ ở đây giặt quần áo thì chắc ăn hơn. Quý phi nương nương không cần lo lắng, ý kiến này do nô tài đưa ra, đương nhiên nô tài sẽ phụ trách. Nghe nói mấy bà họ Kim hay đưa trái cây ngâm cho Bảo Phi nương nương ăn, chỉ cần hạ độc vào mấy thứ đó, đảm bảo không có sơ hở. Tốt, sự việc thành công sẽ thưởng thật hậu. Tạ quý phi nương nương. Bác Phong hả? Ồ, đại tứ hỷ. Một gián đại tứ hỷ có gì ghê gớm? Sao bằng tôi lúc nãy? Ồ, 20+ gián tiểu tam nguyên tiểu tứ hỷ. Tôi chỉ không muốn xếp thôi. Trả tiền đi. Bà lớn đúng là bà lớn. Ồ, bài cũng đòi đại tứ hỷ nữa. Mới hiểu rồi. Bà lớn thì ù lớn, bà nhỏ thì ù nhỏ. Lúc nãy con đã nói rồi, con chỉ không thích xếp bài thôi. Nếu mà con xếp bài, mấy người nhiều tiền mấy cũng không có đủ chung đâu. Trời ơi, ai sợ ai. Đợi mà xem. Kìa thôi. Phát tài. Lấy. Lần này không để tù đại tam nguyên nha. Tôi ù trước. Đại tứ hỷ. Trời ơi, bất thường quá à. Bà lớn khắc bà nhỏ. Ý trời đã vậy, còn nói gì được. Sao hả? Dám chơi không dám chịu, còn sợ tôi không ù nổi hả? Tới đi. Ù. Tam điều. Trời nè, ù qua vậy. Trời ơi, tôi cũng thấy sướng vậy đó. Nào, hãy chấp nhận đi chị dâu nhỏ. Ồ, cái gì mà ồ, năm con đại tấn công đó. Trời ơi, đúng rồi. Phải rồi, trời ơi. Rồi. Thôi đi, cô tiểu tướng công rồi nè. Tiểu tướng công à, trời ơi, đúng là trời sinh ra một người số làm bà nhỏ rồi. Nén đau thương đi. Chị dâu nhỏ. Không chơi với mấy người nữa. Sao kỳ vậy, thái độ gì vậy chứ? Phải đó chị dâu nhỏ à, dù là cả đời chị không chơi, cũng không thay đổi được số phận cả đời chị là nhỏ đâu. Đúng đó, trường thành xây đâu phải là một ngày xong, có lẽ lát nữa ù bài lớn rồi đó. Tùy thôi. Trời ơi, cái gì mà tùy thôi, chị không muốn đánh, em cũng không muốn đánh nữa. Chị cũng có ý đó. Nè, như vậy là ý gì hả mợ? Mợ đâu có biết, mợ chỉ đi cùng mọi người. Nè, mấy người làm gì vậy? Ê, đợi mợ với. Dù không thể thay đổi thân phận bà nhỏ của mình, mình cũng không tin không thay đổi được số phận bị đè nén dưới người khác.
Cô quá khách sáo rồi, tới chơi được rồi tốn kém làm chi một chứ. Chút lòng thành thôi. À đúng rồi nương nương, sức khỏe của cô sao rồi? Có còn giống như lúc trước hay buồn ói không? Thỉnh thoảng cũng có, nhưng tôi nghe lời dặn của đại phu uống nước gừng xong thì cũng đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt rồi. Các vị phu nhân khác đâu? Không phải bình thường bốn người một nhóm mà. Bọn họ hả? Hễ chơi mã điếu thì mình họ gì cũng không còn nhớ. Làm sao giống tôi quan sát tới nương nương chứ? Sao cũng được, tôi chỉ mang thai thôi, đâu phải bệnh tật gì. Rảnh thì tới chơi. Kim phu nhân đại giá quang lâm vì thua mã điếu, hay là cãi nhau chứ mấy phu nhân vậy? Cô nói gì? Bất hợp, không được nhiều chuyện. Mặt đỏ hết lên chắc bị nói trúng rồi. Bất hợp à, có phải bên cung âm ba có thái giám chết không? Là Tiểu Nghiêm, các thái giám còn mời cả đạo sĩ tới làm pháp sự cho hắn. Miệng ngươi rảnh như vậy cứ ở đây mà nói leo uổng quá. Qua bên cung âm ba niệm 1000 lần bài chú giảng sinh rồi hãy về. Hả? Hả cái gì nữa? Qua đó vừa có thể giúp người khác, vừa có thể tích đức cho mình mà, đúng không? Tuân lệnh. Nương nương à, cô đúng là càng ngày càng có quy đó. Hồi trước khi con là mỹ nhân đã không sợ mấy loại cung nữ ý thế này, huống hồ là giờ. Nói cũng phải, hoàng cung có rất nhiều cung nữ và thái giám, mắt của họ đều để hết trên đỉnh đầu đó. Họ đâu có giống như tôi và nương nương, trong hoàng cung trên dưới đều đối xử như nhau. À đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, tôi cố ý đem những cái áo này qua cho cô đó. Nè, cô coi. Trời, áo lớn quá vậy, ít nhất cũng một tuổi mới mặc được đó. À, đây đều là áo cũ của quan quan của tôi mặc. À, mong là cô không có trách. Có câu áo quần cũ mặc sẽ luôn được khỏe mạnh. Nếu con mình mà mặc những đồ cũ của những bé lanh lợi hoặc bác á, thì nhất định sẽ hay ăn chóng lớn, thông minh lanh lợi. Thật hả? Tôi không biết đó nha. Vậy đã tạ cô nhiều. À, không cần khách sáo với tôi đâu nương nương. Cô với tôi thân như tỷ muội mà. Còn nữa nha, đợi sau này sau khi thái tử ra đời, quan quan nhà tôi có thể cùng học cùng chơi với thái tử rồi. Gọi là có phước cùng hưởng, có quả cùng chịu mà. Cô nói xa xôi thật đó, trong bụng tôi là con trai con gái còn dư biết. À, nương nương à, cô đúng là biết nói đùa. Cô phúc hậu như vậy nhất định là sẽ sinh con trai. Nếu sinh con gái thì cũng sẽ giống như nương nương, dung mạo xinh đẹp, tấm lòng lại tốt. Lại cộng thêm sau này có quan quan nhà tôi bảo vệ đóa hoa bé nhỏ, con gái cô sau này nhất định sẽ là một đóa hoa nhỏ thật sự rực rỡ, thật sự đáng yêu. À, có câu là ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó cầu. Mừng là tôi và nương nương tình như tỷ muội, con trai tôi với con gái nương nương tuổi cũng gần nhau, sau này bảo đảm sẽ là đôi bạn chí cốt. Nói ra thì chúng ta cũng coi như họ hàng rồi. Vậy thì đã làm thì làm tới cùng. Tôi cho quan quan nhận cô làm nghĩa mẫu. À, sau này chúng ta sẽ thân lại càng thân. Cái gì? Sao vậy hả nương nương? À, Bách Hợp. À, Bách Hợp. Thôi chết, Bách Hợp ra ngoài rồi. Nương nương thế nào rồi? Không sao, không sao đâu. Trái cây không ngon hả? Không phải, chua quá. Thật sao? Đâu có đâu, rất thơm mà. Đâu phải, tôi thấy nó rất chua. Cô thích thì cứ lấy đi. Vậy thì được rồi. Để lần sau tôi ra chợ mua loại ngon hơn đem về cho nương nương ăn ha. Trời ơi, thôi đừng để lần sau nữa. Bây giờ tôi đi luôn nha. Làm gì mà sốt sắng quá vậy? Người ta không có nỗi lo về sau thì ăn gì cũng thấy ngon. Bà chủ, làm ơn cho 2 chén đậu hũ. Có liền. Mẹ của con chỉ là bà nhỏ, con tốt mấy cũng vô ích, vẫn chỉ là con trai của bà nhỏ. Ai nói bà nhỏ không có ngày nở mày nở mặt, chỉ cần có chỗ dựa có thế lực thôi. Đừng nói là bà ba, cho dù là bà tám vẫn dư sức đại phú đại quý, dương dương tự đắc thôi. Nghĩa mẫu quan quan ha. Nè, Ngọc Lộ ở bển kia kìa. Trùng hợp vậy. Ngọc Lộ, cho 3 chén đậu hũ nha. Con ra hồi nào vậy? Trời ơi, đúng ra phải hỏi sao vẫn còn tâm trạng ra ngoài mới đúng. Em còn tưởng chị vẫn trốn ở trong phòng đau lòng vì thua bại chứ. Chút tiền đó coi như bị rớt đi. 3 người sao rảnh quá vậy, châm chọc người khác xong chưa? Trời ơi, thắng cô nhiều tiền như vậy dĩ nhiên phải kiếm chỗ xài rồi. Nè, nè 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 nè, ăn tự nhiên đi ha, dù gì cũng là cô mời. Vậy tôi không khách sáo. Màn thầu không đủ mềm, mì xào không đủ thơm, táo không đủ tươi, đậu phộng không đủ giòn. Nhìn bộ dạng của chị ấy, thiệt là muốn lấy bầu bốt trùm lên rồi nên cho một trận. Con ăn hết rồi, không để lại cho chúng tôi hả? Muốn ăn chứ gì? Có ăn quả khô phú quý hay không đây? Quả khô phú quý. Ê, nè, mấy người không có đủ tư cách ăn, là mẹ nuôi Quang Quang tặng cho tôi đó. Hả? Ai là mẹ nuôi của Quang Quang? Chính là một người phụ nữ địa vị cao sang phú quý vô cùng. Vào cái ngày mà Quang Quang của tôi với cô ấy kết nghĩa, mấy cô sẽ biết. Mau lên,
Một viên, hai viên, ba viên luôn. Trả lại cho con nè. Trời ơi, mới có trà dừa thôi chứ. Mỗi người lấy một viên. Trả cho chị. Cái giỡn thì bà lấy đi. Lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi. Trời ơi, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Này đừng có qua đây nha, mợ không để mặt đâu đó. Trả lại cho con nè. Đừng tưởng là tôi dễ ăn hiếp đó nha. Có gì ghê gớm đâu. Mong sao cho chị ăn hết sạch chỗ đó. Tới khi trên lộn dưới tháo. Chúng ta đi thôi. Lúc nãy là mới hết hồn. Đừng sợ. Không cần sợ cái loại người giả mang đó đâu. Đừng sợ. Cứu tôi với. Đâu có ai đánh mỡ đâu. Mỡ la đau làm gì. Mỡ đâu có la đâu. Đau quá đau quá. Cứu tôi. Cứu tôi với. Tôi nghĩ là trúng độc. Trúng độc. Trời ơi, sao có thể chứ. Nó đâu có bị rắn cắn, cũng đâu có kẻ thù. Sao có người hạ độc nó. Mẹ nói vậy không có đúng đâu. Người khác thì không, nhưng mà chị dâu nhỏ bình thường đắc tội với biết bao nhiêu người. Nếu mà một người góp một xô tiền thuê hung thủ giết con nghĩ chỉ chết 800 lần rồi, có đúng không? Cũng cỡ đó đó. Mẹ mà, vào lúc này đừng có nói những lời như vậy. Chúng ta mau nghĩ cách giải độc cho chị dâu nhỏ đi. Đúng. Không biết trước đó cổ đã ăn nhầm cái gì, phải biết cổ trúng độc gì á, sau đó mới chữa được cho cổ. Con đã gặp cô ấy ở ngoài chợ. Đúng rồi. Cô đang cái gì nữa? Không biết nữa. Con đang mạnh khầu xá xíu thịt bò, đậu hũ, cánh gà, đậu phộng, thêm táo với lại khoai nướng. Còn có còn nữa hả? Trời ơi. Con ăn nhiều như vậy ai biết được con ăn thứ nào chứ. Phải đó. Cứ kê đại vài loại cho cô uống là được rồi. Nếu uống thuốc bừa bãi chỉ làm tệ hơn thôi. Hả? Vậy Ngọc Lũ chết chắc rồi. Cái quan tài đá đó chính là... Không có đâu. Người xấu không dễ chết như vậy đâu. Mẹ à, hay là mời thái y tới hội chẩn, có thể tìm ra được cách đó. Đúng rồi. Mẹ à, lúc trước mẹ hành tẩu giang hồ, không phải có rất nhiều linh đơn chịu dược hay sao? Hay là mang ra thử đi. Đều đã dùng gần hết rồi. Giờ mẹ vẫn còn giữ một ít thuốc chuyên dùng để trị dung cho trẻ con. Không biết có ích gì không ha. Ngọc Lũ. Cảm ơn phu nhân à. Phu nhân đúng là không may. Thất ca vừa mới đi Tây Sơn, tìm rồng khoa mặt ta là mồi nhử, lại dụ Miêu Kim Phụng 10 năm mới ra khỏi hang. Lần chế thuốc này rất lâu mới về. Hả? Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Con dâu tôi đang chờ ổng cứu giúp. Không cần lo. Thất ca có một vài bí phương giải độc, nhưng mà phải tìm. Để chúng tôi tìm cho. Được rồi. Sao vậy? Chết rồi. Thất ca nói trong phòng này có xạ hương. Bà bầu không được vào đây. Đúng rồi. Cậu mau đỡ cổ ra ngoài để tôi tự tìm. Đi. Trời ơi. Sao mà nhiều quá vậy? Không biết loại nào bắt đầu từ đâu. Trời ơi. Học chính. Nếu muốn tìm thuốc giải, mời xem mục lục thảo dược. Trời ơi, tiếng Quảng Đông mời tìm cuốn 1, tiếng Bắc Kinh tìm cuốn 2, tiếng Thượng Hải tìm cuốn 3, tiếng Tây Tạng tìm cuốn 4. Rắn sâu chuột cắn mới tìm cuốn giáp, mũi côn trùng cắn tìm cuốn ất. Đúng rồi. Nếu có thắc mắc, mời liên lạc với thất ca. Không sao chứ. Trời ơi, còn có trang ngoài. Kim linh đơn 7 viên, 3 chén sắc còn 1 chén, giải được 100 độc. Chỉ cần tìm được kim linh đơn là được. Cứ làm vậy đi. Có cần tôi giúp không? Cậu thu dọn giùm tôi nha, ha. Được. Lộn xộn dữ. Kim linh đơn kết hợp phương thuốc gây ói mới hiệu quả. Là cái gì đây? Cứ từ từ dọn cái đã. Mẹ à, mẹ cho Ngọc Lộ uống gì vậy? Có được hay không? Con yên tâm đi. Người bạn giang hồ này của mẹ trình độ dùng độc đã tới xuất thần nhập quá. Ngọc Lộ uống thuốc của ổng bảo đảm thuốc vào bệnh khỏi. Nè, chị hai. Nếu mà tốt giống như chị nói á, sao không trực tiếp mời ổng tới khám cho Ngọc Lộ đi chứ? Trời ơi, người ta là thế ngoại cao nhân, rảnh thì ngồi thiền suy nghĩ. Ai hơi đâu lo mấy chuyện giặt này. Mẹ à, thuốc của mẹ hiệu quả ghê. Nhìn mặt của cổ đỡ hơn nhiều rồi kìa. Thế nào rồi thái y, có phải hiệu quả không? Lạ quá vậy.
mạch của cổ càng loạn hơn trước nữa kìa. Anh ba, anh coi kỹ như vậy. Sao lên như vậy? Sao phình lên vậy? Sao phình lên? Phình lên kìa. Những thứ độc đó bị ép lên trên tim, không lên không xuống. Vẫn sao sao? Đánh với một cú có đỡ hơn hay không vậy? Cáo mệnh phu nhân, bà đã cho cô uống thuốc gì vậy? Những thứ đó nhìn như là mãn khấu vị, nhìn như bùng nhão. Ông có biết là thuốc gì không? Trời, bà không biết làm sao tôi biết được. Vậy phải làm sao đi? Có khi nào uống lộn thuốc rồi không? Mà coi thử đi, mau đi. Mau mau. Chết rồi. Kịch độc công tâm, hai chân duỗi thẳng. Nếu trong vòng 12 canh giờ không tìm ra thuốc giải á, chuẩn bị áo liệm cho Kim thiếu phu nhân đi là vừa. Ngọc Lũ vô lý hết sức. Ngươi làm trò gì vậy? Rõ ràng ta kêu ngươi thuốc con tiện nhân, sao lại thành mụ đó? Rõ ràng nô tài bỏ độc vào quả khô của Bảo Phi rồi mà. Còn dám cãi? Có chuyện nào ta kêu ngươi làm, ngươi làm được tới nơi tới chốn chưa? Thôi bỏ đi bỏ đi. Người của nhà họ Kim là gai trong mắt của ta, chết được kẻ nào tốt kẻ đó thôi. Mỗi lần chúng ta phá cho chúng tan đàn sẽ nghe đều không thành. Bây giờ thuốc chết một đứa, coi như cũng có chút thành tích rồi ha. Ca ca, huynh đâu phải là không biết mạng của người nhà họ Kim rất lớn. Ngày nào chơi chết chúng ta vẫn chưa giành được thắng lợi cuối cùng. Lăn lên phát. Dạ. Đưa tay ra đây. Trời ơi, nương nương à, người vẫn chưa chết mà chưa gì người đã ban thưởng cho nô tài rồi. Sao chết đi được à? Nói mau, thuốc giải ở đâu? Người nói thuốc giải của quả khô người hả? Người đừng nói không có, mau giao ra, chúng ta phải tiêu diệt triệt để cắt đứt luồng sống của con mụ họ Kim kia. Không, không có thuốc giải có đâu. Không có, không giao có đây, thuốc giao giải ra. Giao ra, giao ra. Viên này là xí mùi đã hạ độc, là vật chứng cho nương nương xem. Nếu mà ông không có thuốc giải thì ông cũng đừng có hòng sống như Lăng Công Công. Không biết, cô giỏi lắm. Đây chính là viên thuốc giải cuối cùng. Không có nô tài sẽ chết mất. Cầu xin quốc cửu gia trả lại không, cho nô tài đi. Cầu xin quốc cửu gia. Lăng Linh Phát, ngươi nghe đây. Nè, bổn cung không cho ngươi luyện thêm thuốc giải. Phải thuốc chết con tiện nhân đó. Nếu như không thuốc chết cả nhà họ Kim, ta còn mặt mũi nào ra ngoài gặp ai chứ? Mũi mũi à, không cần gặp ai. Chuyện này không nên để cho ai biết đâu. Nương nương yên tâm đi, nô tài có thời gian sẽ chữa khỏi tay của mình. Rảnh đâu mà đi luyện thuốc giải. Lần này cô ta chết chắc rồi. Trời lại lớn nữa hả? Quang Quang đâu? Quang tới rồi. Ngọc Lộ à, Quang tới rồi nè. Gọi mẹ đi con. Quang. Ngoan nha, mẹ vô tích sự không thể nhìn thấy con trưởng thành được. Đừng nói những lời này mà, con nhất định không có sao đâu, bình an qua khỏi mà. Đúng đó chị dâu nhỏ à, các nhân ác có thiên tướng mà. Tiếc là Long Anh Tuyết đã hết rồi. Nếu là người đã từng uống Long Anh Tuyết, máu của họ có ích gì hay không? Đã qua lâu như vậy rồi, không còn tác dụng gì đâu. Con có gì không an tâm á thì cứ nói ra đi. Đúng đó. Lúc trước á, tiền mã điếu em nợ chị vốn là định làm lơ luôn không có trả, bây giờ em trả hết cho chị nè. Đúng đó, sắp tờ lụa con đặt sáng mai mà đi lấy á, để cho con sờ giống như là sờ Quang Quang vậy đó. Con không cần sờ gì hết. Con cần anh Nguyệt. Đi thằng Nguyệt đâu rồi? Đúng rồi. Đúng rồi, thằng Nguyệt đâu? Trời ơi, vợ con đau như vậy còn chạy đi đâu con nữa? Con ra ngoài tìm ảnh nha, mọi người chăm sóc cho cô. Không sao đâu. Anh Nguyệt, anh đang làm gì ở đây vậy? Ngọc Lộ sắp đi rồi đó. Không có đâu, cô sẽ không đi như vậy đâu. Cả thái y cũng nói như vậy rồi. Anh mau vào gặp mặt cổ đi, để chậm nữa là không còn kịp đâu. Anh không vào đâu, em đừng có ép anh mà. Ngọc Lộ là vợ của anh, lại là mẹ của Quang Quang, sao anh lại không gặp cổ? Cổ đâu có mắc ông dịch, đâu có lây cho anh. Cho dù có, anh cũng nên vào gặp mặt cổ lần cuối. Trước khi Ngọc Lộ đi, người cổ muốn gặp nhất chính là anh. Chính vì anh biết cổ rất muốn gặp anh nên anh mới không vào thôi. Cổ không nhìn thấy anh nhất định không bỏ cuộc, nhất định sẽ cố gắng gượng. Nhưng mà nếu cổ gặp anh rồi, tâm nguyện đã thành, chắc chắn cổ sẽ chết. Đau quá à. Ngọc Lộ. Người đâu? Mẹ đâu? Cô có sao không? Cô thấy sao rồi? Một số đi tìm đại phu, một số đi tìm anh Nguyệt. Ngọc Lộ, cô thấy sao rồi? Anh Nguyệt ơi, tôi sắp sửa đi rồi, sao anh không vào gặp tôi hả? Anh Nguyệt đang ở trong nhà xí, anh nói sắp xong rồi, anh nói cô nhất định phải đợi anh. Tôi không đợi kịp đâu.
Ôi trời ơi, số tôi sao khổ quá vậy. Trước khi ra đi vẫn không được gặp mặt chồng lần cuối cùng. Đừng nói vậy mà. Yên tâm đi, tôi hứa sẽ thay cô chăm sóc tốt cho Quang Quang, sẽ coi nó như là con ruột của mình vậy. Vậy tôi yên tâm rồi. Ngọc Lộ. Ây da. À, đúng rồi, tôi vẫn còn một chuyện, cô có thể giúp tôi không hả? À, được chứ. Thạch Mỹ này đâu phải là hữu danh vô thực, chỉ cần có thể làm được tôi nhất định làm giúp cô mà. Cô có thể cho tôi làm lại bà lớn được không? Chuyện này hả, tôi không thể quyết định được đâu. Chỉ cần là cô đồng ý mẹ thì sao cũng được mà, tôi xin cô đó. Cô đừng có xin tôi mà Ngọc Lộ, cô đừng có nghĩ tới chuyện này nữa. Cô còn có tâm nguyện gì khác không? Tâm nguyện khác đó. Nếu như cô đã không chịu nhường cho tôi làm lớn, vậy thì nói cho tôi biết đi, hôm đó làm sao cô có thể vào bái đường trước tôi một bước, để kiếp sau tôi có thể giành chồng với người ta cũng thắng được. Cũng được. Nhớ hôm đó tôi biết cô thành thân với anh Nguyệt, tôi giận lắm, nhưng mà cũng không biết phải làm sao. Mai mà cái khó ló cái khôn, tôi dùng kiệu của bà Mập, chúng tôi cứ khiêng kiệu mà đi. Ai ngờ kiệu lại bị hư, chúng tôi cứ cắm đầu chạy, liều mạng mà chạy, không ngờ cả người lẫn kiệu lăn xuống núi. Trời, tiêu rồi, giờ cái kiệu nát bét hết rồi, làm sao mà con thành thân được đi. Ây da, trời, tiêu rồi, không lẽ ông trời cũng giúp loại người như Lâm Ngọc Lộ sao? Nhất định nó phải nghĩ ra cách thôi. Con có cách rồi. Chị Hai à, dù chị dùng cách gì cũng phải mau chóng về cung giai nhân. Phía Ngọc Lộ, cứ giao cho em. Sao đi lâu vậy vẫn chưa tới? Dạ phải. Phía trước có một tảo mộ bên đường, không có may mắn lắm cho nên mới đi vòng một chút. Mau lên đi. Đúng là đáng ghét, Kiều qua tới lâu vậy rồi mà không ra đá cửa Kiều. Ủa, anh Nguyệt đâu? Sao không ai tới đón mình hết vậy? Tân nương còn chưa tới tấu nhạc cái gì chứ? Không lẽ... Sự gì chính là như vậy đó. Cô hiểu ra rồi chứ? Thì ra cô ăn gian. Tại cô bất nhân cho nên tôi bất nghĩa thôi mà. Cô... Ngọc Lộ à. Nguyệt à, đừng có cố chấp nữa, vào trong thăm Ngọc Lộ đi. Con cũng rất muốn, nhưng mà con sợ cô nhìn thấy con sẽ... Con muốn cô phải kiên trì nhiều hơn. Nhưng mà tình trạng bây giờ của Ngọc Lộ, anh sợ cổ sẽ không thể chờ quá lâu. Trời ơi, các con đừng có nói bậy nữa. Cứu với. Hả? Không lẽ Ngọc Lộ đã... Hả? Có người không? Cứu đi. Trời ơi. Ngọc Lộ. Em phải giết cô ta. Trời ơi, hai em làm cái gì vậy? Trời ơi, có gì thì từ từ nói chứ. Còn cái gì mà từ từ nói? Cả đời tôi sẽ không tha thứ cho cô. Mà lấy áo đỏ dày đỏ cho con đi. Hả? Lấy gì đỏ áo đỏ? Ai sắp thành thân? Trời. Nè, chơi cái gì vậy? Làm gì vậy? Nè. Ơi. Nó làm gì vậy? Ai biết. Trời, Ngọc Lộ. Trời. Không được bình thường. Khi nào cô tự sát hay cô? Hả? Trời, Ngọc Lộ. Trời, Ngọc Lộ. Thì ra Ngọc Lộ à. Cổ mặc cô hàng đồ đỏ từ tử để thành ác quỷ. Thành Mỹ, tôi có làm ma cũng không tha cho cô. Trời ơi Ngọc Lộ à, con với con Mỹ đã xảy ra chuyện gì rồi, sao lại căng thẳng đến như vậy chứ? Nói phải đó. Nè, vậy là của em, chị đừng có gây họa cho người vô tội nha. Đều tại Mỹ thay theo hết.
Ngày thành thân hôm đó đã dở thủ đoạn bỉ ổi, báo hại con tới trễ. Từ bà lớn biết hết bà nhỏ, sao con tha cho cô ta được? Mẹ à, mẹ phải trả lại công bằng cho con. Náo loạn cả buổi thì ra là giành danh phận. Mỹ à, có chuyện này thật không? Thạch Mỹ, con không phải là hữu danh vô thực, đã làm nhất định nhận. Đó, mọi người đều nghe hết rồi đó. Lúc đó nếu như cô không gì dở gian kế để tôi ra, tôi có cần làm vậy không? Uổng công tôi có lòng tốt cho cô ở lại nhà mình, cô lấy quán trả ơn. Mọi người nói, tóm lại là ai đúng đây? Hô, kẻ gây chuyện hẹn hạ trước, đánh chết cũng hết quán ha. Cái gì? Nói tới dễ nghe quá, cho tôi ở lại hả? Cha mẹ của cô á, chuông hoa cay nghiệt, bất kể làm gì cũng tính toán chia ly với tôi hết. Cái này cũng tiền, cái kia cũng tiền. Tại mấy người bất nhân với tôi mới bất nghĩa thôi. Tôi nói nhiều như vậy làm gì? Cuối cùng cô có trả một xu nào đâu chứ. Lúc đó không có tiền làm sao mà trả được chứ. Cô có cũng đâu có trả. Rõ ràng muốn quỵt nợ. Tôi mặc kệ. Nhất định tôi phải làm lớn mới được. Cô đó suốt đời này cũng đừng có mong. Mẹ à. Được mẹ rồi, được rồi, đủ lắm rồi. Trong một lúc mẹ không thể giải quyết nổi sự việc phức tạp như vậy. Nè nè nè, mọi người nghĩ cách phải làm sao đây? Tụi em cũng vậy đó. Trở lại vấn đề. Lúc nãy không phải em nằm bệnh thôi thấp thở hay sao? Tại sao đột nhiên tràn đầy sinh khí bóp cổ Thạch Mỹ còn có thể treo cổ được nữa? Đúng hả? Tại sao vậy? Hả? Hồi quan phản chiến. Để coi thử coi. Ý, lạ quá. Khí mạch thông suốt, tỳ can điều hòa. Ý, sao bụng của em không bị trướng nữa vậy? Ờ đúng rồi, bây giờ em hít thở nhẹ nhàng, không còn đau chút nào hết đó. Kỳ lạ nha, sao tự nhiên em khỏe lại được vậy? Em biết rồi, chắc chắn do lúc nãy em kể chuyện thành thân cho cổ nghe, cổ tức quá không ngừng thổ huyết cho nên đã ói hết chất độc ra ngoài luôn rồi. Không lẽ kim linh đơn của Thất Ca phải phối hợp với thuốc gây ói thì mới công hiệu? Đây đúng là đánh bừa mà trúng, Thạch Mỹ là ân nhân cứu mạng của Ngọc Lộ. Ai nói chứ, tôi chưa chết được, chắc chắn ông trời giúp tôi. Ông trời muốn tôi tiếp tục sống để đối phó với tiện nhân này. Có vẻ như bệnh của cổ vẫn chưa khỏi. Tóm lại, ngày nào có tôi thì không có cô ta. Tôi tuyệt đối không tha cho cô ta. Ngày nào tôi chơi giết cô, tôi không phải là Lâm Ngọc Lộ. Cẩn thận đó. Ôi trời ơi, sao không chăm sóc cho Quang Quang để nó ngồi đây vậy? Thiếu phu nhân, cô la lên là vì hai vị tiểu thiếu gia hả? Không phải vì Bình Hoa sao? Hey, Bình Hoa đập dở thì có gì ghê gớm. Trừ tiền công của cô là xong rồi. Tuyệt đối không được để nó lại gần Quang Quang của tôi nha. Tóm lại Quang Quang của tôi không được chơi với nó. Tại sao vậy? Hai tiểu thiếu gia trước giờ vẫn chơi với nhau mà còn chơi rất vui nữa kìa. Chuyện này quan hệ tới gia tộc tình thù, tư tình nam nữ, huyết hải thâm thù của nhà họ Kim đó. Trời, cô không có hiểu được đâu. Cô chỉ cần biết, tóm lại về sau, có Quang Quang không có hỉ hỉ. Quang Quang của tôi ở bên đông thì nó ở bên tây. Quang Quang của tôi ở phía trước thì nó phải ở phía sau. Quang Quang của tôi ở sau thì cô mặc kệ nó đi. Vậy sau này có Quang thì không có hỉ. Vậy thì không còn Quang hỉ rồi. Coi như là có chút thông minh. Vậy một người bên đông, một người bên tây, nô tì lại không thể phân thân, làm sao chăm sóc cả hai? Vừa mới khen cô thông minh, cô lại đưa ra một câu hỏi ngu ngốc như vậy đó hả? Chỉ cần chăm sóc Quang Quang là được rồi. Như vậy hả? Cái gì mà như vậy? Không muốn hả? Tôi lột da cô đó. Quang Quang, đừng qua đây chơi với nó. Mẹ đưa con về phòng nha. Đi thôi. Mẹ con mình tình cảm sâu sắc, cắt đứt cả vàng. Con thích chơi đánh cầu sao? Phải chơi với nó. Mẹ có thể chơi với con mà. Nè, đứng đây nha. Đứng xuống. 1, 2, 3. Ây da, trời ơi, người có chút xíu mà sao mạnh quá vậy? Quang Quang à, chúng ta không chơi cầu trò thô lỗ này nữa nha. Nè, chơi trò có văn hóa hơn một chút đi ha. Chúng ta chơi vỗ tay đi, có được không? Nè, nè, vỗ tay với mẹ nè. Quang Quang à, sao lúc nào con cũng mạnh tay quá vậy? Da của mẹ con non lắm, con đánh quá mạnh mẹ sẽ đau đó. Trời ơi, thôi không chơi nữa. Có câu phấn đấu thành công, chơi bời vô nghĩa. Nè, hữu dũng vô mưu khác gì một con trâu chứ. Mẹ dạy con đọc sách, con mới giỏi hơn hỉ hỉ được ha. Xem thử có sách gì hay đây. Cuốn này đi. Nghe kỹ nha. Dương liễu gợi tình ý, gỡ áo lụa sau rèm, ước hẹn cuộc mây mưa bên người. Trời ơi, cuốn gì đây chứ. Ê trời ơi, Kim Bình Mai.
Sao anh Nguyệt lại bỏ loại sách này ở đây vậy? Quang Quang hiểu chuyện rồi mà. Quang Quang, coi như chưa nghe gì hết nha. Lát nữa mẹ rửa tay cho con ha. À, đúng là cuốn này rồi. Tàu trực thi tập là hợp với Quang Quang nhất đó. Nè, tàu trực, con người này vừa tài hoa vừa giỏi thi ca. Con sau này phải giống như ông ấy nha. Dù Hỷ Hỷ có làm anh lớn thì sao chứ. Con muốn chơi với con cũng không làm gì được. Tàu trực. Đại ca. Đừng gọi ta là đại ca. Hôm nay ta giành được ngôi thái tử này, thiên hạ đã thuộc về ta. Ta không còn là đại ca của ngươi. Ngươi cũng không được ở lại đây. Một núi không thể có hai hổ. Không lẽ phải cốt nhục tương tàn thật sao? Niệm tình ngươi và ta cùng chung quyết mạch, ta tha cho ngươi con đường sống. Ngươi phải làm một bài thơ trong vòng 7 bước, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không... Ngươi... Mật Nhi. Hôm nay Mật Nhi cũng không cứu được ngươi. Bắt đầu ngay đi. Ngươi. Ta một bước cũng không đi, mãi mãi ngồi lại đây. Ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi tưởng làm như vậy là được sao? Ngươi khôn ta cũng không ngu. 7 bước này ta sẽ đi thay cho ngươi. Xong 7 bước ngươi không nghĩ ra được một bài thơ, ngươi vẫn chết. Bước thứ nhất. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Bước thứ tư. Không được. Cứ đi nữa tử kiện sẽ chết. Được. Mình sẽ dùng chiêu sở trường của mình, nụ cười xinh tươi, để gợi thêm thi hứng cho tử kiện. Đủ rồi. Đừng có cười nữa, con mập quá rồi. Người ta chỉ muốn giúp huynh thôi. Ngươi vẫn còn 3 bước. Bước thứ 5. Bước thứ 6. Bước thứ 7. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi mới chết chắc đó. Tại sao chứ? Ta đã bỏ chất độc nhất ở trên đời, hàm tiếu thất bộ đinh trong rượu của ngươi. Ngươi vừa uống xong, bây giờ lại đi 7 bước. Hôm nay ngươi đúng là thất bộ thành thi, là thi trong thi thể đó. Giành với ta, kiếp sau đi. Cuối cùng ta đã giành được ngôi vị thái tử rồi. Tử kiện, huynh quả là trí dũng song toàn đó. Dĩ nhiên rồi, Phì Nhi. Hả? Muội là Mộc Nhi, sao huynh lại gọi muội là Phì Nhi? Nhìn cái thân mỡ heo của mình đi, phì tới độ áo cũng không che nổi mỡ nữa. Xem ra sau này gọi muội là Phì Nhi thì thân thiết hơn. Cũng được. Chúng ta cạn chén. Được. Phì Nhi. Hả? Chúng ta đi kiểm duyệt binh mã. Đau bụng quá. Vậy chắc chắn là do rượu rồi. Chúng ta đã đi mấy bước rồi? 7 bước. May là chỉ là mơ thôi. Quang Quang. Quang Quang. Quang Quang à. Ê, đi đâu rồi? Quang Quang. Ê. Đây không phải là cái trống của Hỷ Hỷ sao? Hả? Chắc là nó lẻn vào kéo Quang Quang đi rồi. Quang Quang à, Quang Quang. Không biết Hỷ Hỷ đã lôi Quang Quang đi đâu rồi. Sao Quang Quang lại ở đây hả? Lúc nãy hai tiểu thiếu gia chơi đổ mồ hôi, nô tì đã tắm sạch sẽ cho hai tiểu thiếu gia rồi. Cô coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai hay sao? Tôi đã nói lúc chăm sóc Quang Quang không được chăm sóc cho nó rồi, mau bế nó đi. Như vậy thì tiểu thiếu gia sẽ bị cảm mất. Tôi mặc kệ, bế nó đi. Dạ. Nè Hải Đường, sao cô lại ẵm thiếu gia ra? Vậy sẽ cảm lạnh đó. Thiếu phu nhân cổ cô... Tôi đã nói cô ta làm như vậy đó. Cô có điên không vậy? Tôi không có thích mùi heo trên người của nó. Ân quán giang hồ không đổ quạ cho vợ con. Chuyện hai chúng ta không nên liên lụy tới con nhỏ.
Cô làm như vậy không chỉ gây họa cho đời sau, mà còn khiến cho 18 đời liệt tổ liệt tông của nhà họ Kim cảm lạnh. Tôi mặc kệ, Hải Đường, qua đây. Quan quan của tôi là phải dùng lá chanh để khử mùi heo trên người. Hải Đường, hỉ hỉ của tôi phải dùng hoa lan tím để khử sạch mùi ớt kia đó. Rồi thêm một chút một lưu huỳnh để tiêu độc diệt khẩu. Còn tôi mới thêm lá bưởi để đuổi ma trừ tà. Lại thêm cho tôi 8 xu tiền đồng một đạo linh phù để trấn áp nỗi sợ. Tôi cần một cây kiếm đạo mộc và thêm một cái bát quái nữa để chiếu lại. Con người của cô. Tôi sao? Hải Đường. Hai vị phu nhân, nô tì dù gì cũng chỉ có một đôi tay, sao có thể cùng lúc hầu hạ cả hai được? Tôi mặc kệ. Tôi muốn cô hầu hạ đại thiếu gia. Vậy làm sao đây? Nô tì nghĩ ra được cách này, có thể tách hai tiểu thiếu gia, và nô tì cũng có thể cùng một lúc mà hầu hạ cả hai cậu ấy rồi. Hả? Cứ dùng bồn tắm nước uyên ương này á, thì có thể thỏa mãn nhu cầu của cả hai vị phu nhân rồi. Nè, mọi người ăn cơm đi. Mùi gà ngon. Chà, đậu cá tươi ghê. Bọc ngư thơm. Rau cải non. Tôm non chật. Trời ơi. Một mình cô lấy nhiều món như vậy ăn có nổi không đây? Vậy chúng tôi không cần ăn nữa hả? Sao hả? Bây giờ mẹ con chúng tôi hai người hai miệng hai bụng, sao mà ăn không nổi? Ngọc Lộ à, bình thường các con đều có phần ăn riêng mà, sao hôm nay em lại bế con ra ăn chung vậy? Răng còn chưa mọc lấy đâu mà nhai chứ. Đúng đó, dễ bị mắc nghẹn lắm mơ. Hay là kêu Hải Đường bế nó vào trong đi. Phải đó, vẫn cứ ăn cháo thì hơn. Tóm lại bây giờ mấy người làm gì vậy hả? Quang Quang cũng là họ Kim mà, không lẽ gấp thêm chút đồ ăn cũng phải nhìn mặt mấy người hay sao? Nói cái gì mà lung tung vậy? Ai cũng chỉ nói theo lý thôi, đang yên đang lành mà, khi không lại nổi nóng. Cô còn nói là tôi nổi nóng, mấy người hùa nhau lại trách móc mẹ con của tôi. Anh à, nói không công bằng đi. Em cũng thiệt tình à, ăn bữa cơm cũng làm xào xáo lên nữa. Em kêu anh giúp em sao tự nhiên lại quay qua la em chứ? Mấy người không thích hai mẹ con tôi thì thôi đi. Quang Quang cũng là nhà họ Kim mà, đừng nói là gấp thêm một ít đồ ăn nha. Sau này chia tài sản, Quang Quang của tôi chắc cũng chẳng được chia gì đâu. Trời ơi Quang Quang à, tội nghiệp quá. Em lại nói đi đâu vậy? Anh đúng là vô tích sự mà. Nè, cô đừng có vô cớ gây chuyện ngang ngược vô lối nữa có được không hả? Cô biết anh Nguyệt sức khỏe yếu lại còn động tay động chân, định mua sát chồng hả? Tôi biết rồi. Thì ra anh coi Mỹ thì theo là báo vật, còn mẹ con em là rác rưởi. Anh nói có phải không? Anh chỉ cần lớn không cần nhỏ nói đi. Cô lại đi vậy tôi đi. Ngọc Lộ, đủ rồi. Mẹ không nói gì là muốn coi con làm cái gì. Con càng ngày càng quá đáng. Mẹ à, tại mẹ thiên vị thôi. Tất cả đều là người một nhà, ai cũng đều quan tâm con. Sao cứ phải gây chịu cho cả nhà xào xáo, gì mà chia tài sản, còn nói gì mà cần lớn không cần nhỏ. Quá đáng. Con mà quá đáng. Rõ ràng là mọi người đều không coi con ra cái gì hết mà. Mẹ đang dạy chị chưa còn dám cãi lại. Đúng là không biết người trên kẻ dưới. Phải đó, con đừng quá đáng như vậy mà. Đúng đó, có một câu, lùi một bước trời cao biến trọng. Không biết nó ý thế của ai nữa. Đó, cuối cùng ai cũng mở miệng rồi, hùa nhau lại đối phó chúng tôi. Các người luôn coi mẹ con tôi là cái gai trong mắt mà. Trời ơi Ngọc Lộ. Mẹ, mẹ không cần nói nữa, con biết phải làm sao rồi. Từ nay trở đi, con Lâm Ngọc Lộ với Quang Quang sẽ ở riêng ở trong phòng. Sau này con không hỏi han tới chuyện của họ Kim gì hết. Chỉ mong mỗi ngày cơm hai món đưa tới thần lâu cho mẹ con của con thôi. Trời ơi. Vậy tức là không cần phải làm cái gì hết rồi. Rõ ràng trước giờ chỉ có làm cái gì đâu. Tại sao phải dọn tới thần lâu ăn làm gì chứ? Chính vì em muốn cho liệt tổ liệt tông họ Kim nhìn thấy các người bạc đãi mẹ con em như thế nào. Đó. Trời ơi, làm gì vậy chứ? Nè, một cơm hai món có cần uống gì không? Thích nóng hay là làm sao? Cứ cãi nhau hoài như vậy, không chỉ anh Nguyệt chịu không nổi, cả cung gia nhân cũng đổ vỡ. Không được, mình phải nghĩ ra cách gì giải quyết chuyện này mới được. Trời, mấy người làm cái trò gì vậy? Bán Nhật Tiên. Ê, Kim Nhị phu nhân. Ê, trời ơi, thành thật xin lỗi nha. Vừa dọn hàng á là suýt chút nữa đạp trúng cô luôn rồi. Ê, Không sao, lần sau cẩn thận chút nha. Nè, sắc mặt của cô không được tươi cho lắm nha. Đâu cần ông phải nói, tôi đã thừa biết rồi. Bị biến hiệu của ông Hùng một cái hết hồn, còn tươi được với ai nữa chứ? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ấn đường cô xám đen, ăn ngủ không yên.
mặt lộ gân đỏ, sức khỏe không tốt. Còn nữa nha, nước mắt rưng rưng, nhà có chuyện buồn. Nhất định là gia đình bất hòa, làm cho không ai ăn ngon ngủ yên được. Trời, nhà nào thì cũng có tranh chấp thôi. À ha, có bệnh sợ nhất là giấu bệnh sợ thuốc, quán không giải thì nhà tan cửa nát. Ha, tới lúc gây cho nhà cửa xào xáo lên thì muốn cứu cũng không còn kịp nữa. Ông có cách quá giải hả? Thành tích của tôi xưa nay quá rõ ràng rồi mà. Ông có cách gì? Cách giải quyết đó chính là... Đưa đây, ông mau nói đi. Nè, bây giờ cô lập tức tới thôn Hòa Mục ở thành Tây. Ở đó có cây Hòa Mục. Cô phải đem giấy tiền nhang đèn tới đó làm lễ. Như vậy mới có thể hóa giải được quán khí, giúp nhà cửa bình an, hóa khí cát tường. Ha. Hả? Chỉ đơn giản vậy thôi? Nè, chính là càng đơn giản mới không chất chứa tạp chất, như vậy mới linh nghiệm không phải sao? Có thật không đó? Ê, tin hay không là tùy cô thôi. Có điều nhất định phải nhanh, quán khí trong nhà tích tụ càng nhiều sẽ càng không tốt. Được, tôi đi. Ê, Mau, nhất định phải mau. Cây gì ta? Trời ơi, đâm chết người hả? Thì ra là Mỹ thịt heo nhà cô. Xin lỗi nha. Nè, quay lại, tôi chưa chửi xong mà. Thật là vô lý hết sức, lén la lén lút đụng mình, chắc chắn là cố ý đụng mình rồi. Nhịn một lúc không nhịn được cả đời, là cô ép tôi làm như vậy đó. Trời ơi, thì ra là Kim thiếu phu nhân. Nè, đúng lúc, cái khăn tay này là của Kim nhị thiếu phu nhân, phiền cô trả lại cho cổ ha. Được rồi. Làm phiền. Cô. Tôi chỉ mong xé cô ta ra làm trăm mảnh. Quán khí nhà họ đúng là đã tích tụ quá nặng rồi. Trời ơi. Bác Nhật Tiên, trời ơi, thì ra là ông đó hả? Sao này người cứ đi sòng sọc vậy? Nè, là tại ông không cẩn thận chỉ lo lượm đồ. Cái thằng tai này á, là của con gái hai người đó. Là của con Mỹ. Cổ để lại chỗ tôi. Tôi đuổi không kịp cổ, may mà gặp được Kim thiếu phu nhân, cho nên mới nhờ cổ trả lại cho con gái hai người. Đâu có ngờ đâu cổ quăng xuống đất rồi đạp tùm lum vậy. Loại sườn khô nham hiểm độc ác không có tốt bụng như vậy đâu à. Ông trời chắc chắn sẽ trừng phạt á. Đa tạ ông nhiều nha, lát nữa chúng tôi có hẹn với con Mỹ uống trà đi thôi bà. Sao mà xa vậy? Ở một nơi khỉ ho cò gáy, cây Hòa Mục đó đâu chứ? Được rồi, cuối cùng cũng tìm được cây Hòa Mục. Cầu mong cây Hòa Mục phù hộ cho họ Kim chúng tôi cửa nhà bình an. Quan trọng nhất là phù hộ tôi với Lâm Ngọc Lộ hòa thuận vui vẻ, quan quan hỷ hỷ. Lần này mà không lấy mạng của ngươi, con cửa quậy. Con quậy nè. Quậy đi, quậy nữa đi. Mỹ thịt heo, coi như tôi có lỗi với cô. Nguyệt à, con không được khỏe, mau ngồi nghỉ đi, đừng đi tới đi lui nữa. Cả đêm qua Thạch Mỹ không có về nhà, không biết cổ đi đâu rồi. Dĩ nhiên là con phải lo cho cổ rồi. Nhiều người như vậy sao? Ngọc Lộ à, em có biết là Thạch Mỹ đi đâu không vậy hả? Hả? Không có ở nhà hả? Cả đêm nó không có về nhà. Trời ơi, bây giờ trong lòng của con chỉ có Quang Quang thôi, những người khác con mặc kệ. Chúng ta là người một nhà mà. Có tay có chân, làm sao em biết được ả bỏ đi đâu chứ? Có điều là sáng hôm qua em có gặp ả ở nhà xí. Không biết là có bị rớt xuống nhà xí hay không mà nha. Trời ơi, sao chị có thể nói chuyện kiểu đó? Chứ, tại mấy người hỏi tôi thôi mà. Trời ơi, em đang hỏi chị này qua sao kể chị dâu có hả? Thể về nhà mình thôi, ở lại qua đêm mà hả? Đúng. Ông thông gia, bà thông gia. Chào cha, chào mẹ. Con Mỹ đâu rồi hả? Hả? Mỹ hả? Ê, hôm qua nó hẹn uống trà, đợi tới bây giờ mà không thấy nó, báo hại chúng tôi phải móc tiền ra để trả đó. Đúng vậy, hay là con Mỹ nó bị bệnh rồi? Suốt đêm nó không có về nhà, chúng tôi cứ tưởng nó qua nhà ông bà. Đâu có. Trời ơi, nó vậy chết rồi. Thần cho Thạch Mỹ đi đâu vậy ta? Loại đàn bà có nhà không chịu về, có chồng không lo chăm sóc, có con không lo nuôi. Trời ơi, dễ ra ngoài lăng nhăng lắm đó.
Trời ơi Ngọc Lộ. À, trời ơi đúng rồi, nghe hôm qua bán nhật tiền có nói cô với con Mỹ gặp mặt nhau chắc chắn cô biết nói đâu. Gì chứ? Tôi không biết. Cô đừng có hòng chối cãi. Con Mỹ để quên cái khăn tay nên bán nhật tiền đã nhờ cô chuyển cho nó. Cô không chịu, dứt xuống đất đạp lấy đạp để luôn à. Vậy sao? Có chuyện này hả? Trời ơi, không phải lúc nãy chị mới nói là chị đã gặp chị ấy sáng hôm qua sao? Ờ, thì ra chị đang nói dối. À, mà nhớ ra rồi, hôm qua nó hớt hải chạy về nhà đó. Mợ à, mợ đừng có nói bậy đó nha. Hải Đường, tôi đói rồi, đưa cơm tới thần lâu cho tôi. Tiêu rồi, không thể để cho họ biết được. Trời ơi, phải làm sao đây? Cục lũa. Các người làm gì vậy? Cô chắc chắn biết con Mỹ ở đâu. Sao mà tôi biết được? Nè, cô nhìn đi, bộ dạng có tật giật mình chắc chắn có chuyện rồi. Cô mau nói đi, cô đã làm gì con Mỹ của tôi rồi? Không có. Trời ơi, Ngọc Lộ, con mau nói thật đi. Nói mau lên đi. Tôi đã nói là tôi không biết mà. Đi, các người có ép tôi cũng vô ích thôi hả? Mẹ ơi. Hey. Hả? Chuyện dài này nhiều máu quá. Dễ sợ quá đi. Tôi nhận ra nó. Trời ơi, chiếc giày là của con Mỹ. Cô với con gái của tôi. Màn cầu hoan sóng trao phiên bản này trên gian. Sơn niềm phim chất của nhạc sài gàn. Này cười pha san câu yến đầu kế to quan. Màn trông trái xăm một yến lâu lan. Hey, 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 hey.